Thưa quý vị, sau sự cố môi trường biển miền Trung thì nhiều mẫu cá đông lạnh tại các tỉnh như là Quảng Bình hay là Hà Tĩnh đã bị phát hiện có tồn dư các chất độc hại như là phenol, chì, thủy ngân. Ngày hôm qua, Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết là các cơ quan chức năng đã xác định được 8 tấn cá biển đang được niêm phong tại 4 kho đông lạnh tại tỉnh này có hàm lượng kadimi vượt ngưỡng. Và câu hỏi là kadimi là hóa chất gì, chúng tồn tại ở đâu và có thể gây hại cho sức khỏe của con người như thế nào đang là mối quan tâm của rất nhiều người. Theo thông tin của Sở Y tế Hà Tĩnh, tại kho đông lạnh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh, đóng tại khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh và Hợp tác xã Thiên Phú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, nhiều mẫu cá như cá gái rồ, cá sứt tre, cá mu có hàm lượng kadimi từ 0,64 đến 1,49 mg trên 1 kg, vượt ngưỡng cho phép nhiều lần. Số cá trên được đánh bắt tại vùng biển Hà Tĩnh và Quảng Bình trong phạm vi từ 15 đến 20 km. Tập trung các loại cá này và sẽ tiêu hủy sẽ cá này theo đúng cái quy định của pháp luật quân được quy định xử lý. Dự kiến là khoảng nay mai sáng nay chúng tôi đã họp với ban tỉnh và dự kiến chậm nhất là vào ngày kia là sẽ thu gom và cái này còn quy trình sẽ đền bù. Kadimi là một kim loại chuyển tiếp, nếu có trong môi trường, kadimi có thể tích lũy tại bất cứ vật thể nào, đặc biệt là các loại thủy hải sản. Ví dụ nhà máy làm pin này, nhà máy luyện thép này, nhà máy xử lý chất thải này, chất thải chôn lấp này, các chất thải không được xử lý này, thế rồi là các công nghệ chất dẻo này, thế rồi là rất nhiều các công nghệ khác mà thải ra không xử lý thì nó đi vào trong đất, đi vào trong nước, thậm chí nó còn đi vào trong không khí. Thế nhưng lại có một thực tế đáng lo ngại là trong môi trường nước nhiễm kadimi thì hàm lượng hóa chất này tồn dư trong các cá thể sống thường cao hơn rất nhiều so với hàm lượng có trong môi trường. Con cá nó ăn vào thì nó sẽ có cái hàm lượng nó cao hơn bởi vì là nó ăn cái chất kadimi này, nó ở cái dạng phức chất hoặc cái dạng hợp chất hoặc như nào đó thì nó vẫn có cái sự tích lũy ở trong cái cơ thể của con cá. Đấy, vì vậy cho nên ta ăn cá thì ta thấy là nó có phân tích cái hàm lượng của kadimi ở trong cá thì bảo rằng nó cao hơn. Tức là hàm lượng kadimi có trong cá sẽ cao hơn cái hàm lượng mà có trong môi trường nước biển. Cao hơn môi trường nước biển bởi vì là nó ăn vào và nó tích lũy ở trong. Và khi vào cơ thể, hậu quả mà nó gây ra là rất đáng lo ngại. Dù ăn dưới ngưỡng nhưng vẫn cứ độc. Vì sao? Bởi vì cái kadimi nó là một cái kim loại rất đặc biệt. Đấy. Nó chỉ cần xuất hiện trong cơ thể thôi thì lập tức nó lôi thằng canxi, lôi thằng phốt pho ở trong xương chạy ra ngoài và nó dẫn đến thải ra ngoài qua đường thận. Thế là người ta bị loãng xương và mềm xương. Cái thứ hai chỉ cần có mặt thôi thì nó sẽ đuổi cái thằng kẽm ra khỏi các vị trí của kẽm để nó nhảy vào đó, nó chiếm ghế ngồi của kẽm. Thế là khoảng hơn 200 loại các men chuyển hóa bị nó ngồi vào, thế là các men đó bất hoạt. Đấy, và thế là gây ra toàn bộ hệ thống rối loạn. Được biết, số cá trên được niêm phong và lấy mẫu cách đây 2 tháng. Ngay sau khi có kết quả, các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành niêm phong để chờ quyết định tiêu hủy từ phía Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hiện nay thì số cá mà chúng tôi phát hiện sau khi phát hiện và có ô nhiễm ấy, thì số cá được niêm phong và từ khi niêm phong này thì số cá này vẫn nguyên. Còn trước đây có số tiêu hủy mà trước đây khi chưa được mà xét nghiệm đánh giá thì chúng tôi cũng không nắm rõ được cái này thực tế. Và chúng tôi khuyên rằng là người dân thì hiện nay theo với người dân khuyên cáo thì bây giờ là cá mà đánh bắt xa bờ ngoài hải lý là cá là vùng an toàn, còn cá vùng đánh bắt trong vùng 20 hải lý thì nói chung là hiện nay vùng biển các tỉnh miền Trung mà có sự cố ấy thì cũng là một vùng cũng không phải ít. Cá nhiễm độc đã được niêm phong, tuy nhiên chẳng ai có thể khẳng định chắc chắn rằng lô cá này đã xuất hiện trên bàn ăn của các gia đình hay chưa.